Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2018. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một tuyệt phẩm bằng gỗ mun, đó là bộ bàn ghế đỉnh rồng. Gồm có 12 món hàng siêu khủng của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa được hoàn thiện trong phần bọc. Và bộ bàn ghế đỉnh rồng này là bộ đại. Trước đây chúng tôi giới thiệu rất nhiều các bộ chung, bộ cỡ nhỡ rồi. Thì ngày hôm nay Thành Luân là xong bộ đại này. Cũng là cái trong cái dịp tháng 7 này thì Thành Luân chúng tôi cho ra mắt cái bộ đại này. Đoạn dài 2m6, rất chi là to khủng. 2m6 là chúng tôi là tính cái mặt khuôn tranh. Còn nếu mà tính phủ bì nó rơi vào dài 2m8. Và để kê được một bộ bàn ghế như này thì yêu cầu một phòng khách như đúng cái vị trí chúng tôi đang kê đây, là chiều ngang 5m và chiều dài 5m là vừa đủ cái bộ ghế này. Rất chi là đẹp. Hàng đây là hàng siêu khủng. Và đồ gỗ Thành Luân chúng tôi sẽ cùng với khách đi vào đường nét chi tiết của bộ bàn ghế đỉnh rồng và gỗ mun hàng đẳng cấp đỉnh cao mang thương hiệu đồ gỗ Thành Luân này. Và quý vị sẽ bớt ra một khoảng thời gian để chiêm ngưỡng hết cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Chúng tôi sẽ giới thiệu cái sự khác biệt giữa hàng thị trường và hàng thửa của đồ gỗ Thành Luân. Rất chi là đỉnh cao. Hiện tại bộ bàn ghế đang được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi trưng bày tại cơ sở 1 của Thành Luân, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Quý khách nào có nhu cầu có thể về trực tiếp cơ sở Thành Luân để tham quan và mua sắm. Và ngoài bộ bàn ghế đỉnh rồng bằng gỗ mun bộ đại này, đoạn dài 2m8 này, thì Thành Luân vẫn còn hai bộ nữa, đoạn dài 2m6, tức là bộ chung, bộ nhỏ hơn bộ này, đang được trưng bày tại cơ sở. Và Thành Luân sẽ cùng với quý khách đi vào đường nét chi tiết. Đây, trước tiên là chiếc đoạn dài. Vị có thể thấy được đây, riêng về đường nét chi tiết thì Thành Luân chúng tôi là khẳng định trên thị trường những bộ ghế như này cực kỳ là hiếm có và khó tìm. Đó, chỉ có Thành Luân chúng tôi mới có mang lại, hội tụ lại đầy đủ các cái sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao. Và riêng các cái sản phẩm tuyệt phẩm này là do Thành Luân chúng tôi đúc kết từ rất rất nhiều các bộ bàn ghế. Mỗi chi tiết khi một cái sản phẩm nào, chi tiết nào đẹp chúng tôi sẽ cho hết vào cái bộ bàn ghế này. Điển hình, đây quý vị đang thấy đây, ví dụ như các cái tầng hạt sòi này, chúng tôi làm hai tầng cổ nó rất chi là đẹp, uốn lượn rất đẹp. Và cái phần ván mặt này, ván mặt này là cong rất đẹp. Và cái bộ bàn ghế này là bộ chọn vân thửa đỉnh cao, chọn vân đỉnh cao. Chúng tôi nhắc lại, bộ đỉnh rồng thường thường thì là rất ít khách hàng chọn vân, nhưng mà riêng với cái bộ này, sản phẩm này của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, đoạn dài 2m8 là bộ đại này, chúng tôi là chọn vân rất chi là đẹp. Đấy, và đây là cái ghế dài này có kích thước là 2m8, thì 2m8 là chúng tôi tính phủ bì, còn đâu tính mặt khuôn tranh 2m6, rất chi là đẹp. Và đường nét hoa văn họa tiết quý vị có thể thấy được, được chạm rất tinh xảo. Và phần nữa là ở bộ đỉnh rồng này có một chiếc bàn này, quý vị có thể thấy được cái vân của nó là quá đẹp luôn. Bộ ghế này chúng tôi chọn vân cực kỳ là đỉnh cao. Chúng tôi là sàng lọc làm rất nhiều bộ mới ra được một bộ chọn vân đẹp và đỉnh cao như thế này. Cái bàn này thì nó rất chi là rộng, bàn dài 2m05 và rộng 1m3, 1m35, rộng 1m33 và dài 2m05. Đấy là chúng tôi tính mặt khuôn tranh, còn nếu mà tính nó rộng ra nữa thì là nó phải rơi vào tầm 1m rưỡi, chiều ngang là 1m rưỡi và chiều dài tầm 2m3. Đây là một tuyệt phẩm, quý vị có thể thấy được cái vân gỗ này. Chúng tôi là chọn lọc và đúc kết ra một bộ bàn ghế này, nó có vân gỗ và nó tuyệt đỉnh luôn. Mọi thông tin chi tiết của khách hàng, khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770 888, hoặc quý khách có thể về trực tiếp hai cơ sở của đồ gỗ Thành Luân để được chiêm ngưỡng. Và cái bàn này, bàn này chúng tôi là bàn hộp có ngăn kéo. Đó, rất đẹp. Về bàn hộp có ngăn kéo, bình thường những cái bộ đỉnh rồng thì chưa bao giờ có bộ nào có ngăn kéo, nhưng mà riêng với Thành Luân chúng tôi sẽ đúc kết lại những cái tinh hoa
của các cái bộ ghế trước để dồn vào các cái sản phẩm sau này. Vần gỗ này. Và đây những chiếc ghế đơn. Và chiếc ghế đơn này về kích thước chúng tôi sẽ công bố cho quý khách thấy được. Đây tôi trên tay tôi cầm cái thước. Cái chiều tầm 1m07 phân. 1m07 tức là chiều ngang này, còn nếu tính phủ bì nó rơi vào tầm 1m3. 1m2. Chiều này nó rơi vào 1m2. Và chiều sâu. Chiều sâu thì nó rơi vào tầm khoảng 80 đến 1m. Rất chi là to cao và dài rộng. Và cái mẫu ghế, dáng ghế là quý vị có thể thấy được đây. Bộ ghế này chúng tôi là chọn vân sáng rất đẹp. Quý vị có thể nhìn thấy các cái mặt bàn, mặt ghế này. Chúng tôi làm cong, là võng xuống. Đó, quý vị có thể thấy được đây. Đây là một tuyệt phẩm bộ bàn ghế đỉnh rồng bằng gỗ mun. Bộ này là bộ đại đoạn 2m8 mà được trục chạm hai mặt. Đây là bộ đại, chúng tôi nhắc lại đây là bộ đại. Tuyệt đẹp luôn. Đây. Quý vị có thể thấy được. Đường nét hoa văn trên bộ bàn ghế này thì nó rất đẹp và chúng tôi là chọn vân rất chi là đẹp luôn. Đây, cái bộ này là bộ hàng cửa của Tây Luân chúng tôi. Bộ này là bộ tinh hoa phú quý. Đây, những chiếc đôn này. Bộ này gồm có 12 món, một ghế dài, 4 ghế đơn, một bàn và hai đôn ở góc cạnh của chiếc đoạn, tổng 12 đôn kẹp và 2 đôn ngồi, 12. Đây quý vị có thể thấy được các sản phẩm mang thương hiệu đồ gỗ Thành Luân chúng tôi luôn luôn là các sản phẩm được đề cao về cái tính chất đục chạm rất kỹ. Và cái không gian của một phòng để kê cái bộ này thường thường là đây đúng như cái vị trí của bộ ghế nó ngồi lên thì là ngang 5m và dài 5m. Đó là vừa. Và còn cái không gian để và cho nó rộng thoải mái nữa ra mà còn kê được nhiều các đồ khác nữa thì chắc chắn là cái khách phải có cái không gian phòng khách là rất lớn. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2018. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu vị một tuyệt phẩm bằng gỗ mun, bộ bàn ghế đỉnh rồng bằng gỗ mun hoa chọn vân thửa đỉnh cao. Đấy, được chọn vân đẳng cấp và bộ bàn ghế này là bộ đại đoạn dài 2m8, cái bàn của nó là 2m05 và rộng 1m33. Đó là mặt, nếu mà tính về phủ bì cái mặt bàn của nó, bàn của nó là 1m rưỡi và rộng là 2m3. Rất đẹp. Video quý vị đang xem tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Thành Luân xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Thành Luân xin được tạm dừng video clip tại đây.